Phương án D, C2H2 và C3H8. Đấy. Thế thì ở đây chúng ta tính luôn này. Đây là một cái bài được trích trong đề thi khối A năm 2007. Tính được ngay số mol hỗn hợp này. Số mol hỗn hợp X ấy là bằng 4,48 chia cho 22,4 bằng 0,2 này. Số mol brom phản ứng ấy bằng này, giảm đi một nửa bằng 1/2 số mol ban đầu, 1,4 nhân với 0,5 bằng 0,35. 0,35 mol. Đấy. Chúng ta có công thức chung. Công thức chung của hỗn hợp X là CN này, H2N này, cộng 2 này, trừ 2K trung bình này. Đấy. Nếu chúng ta viết phương trình phản ứng với brom này, thì ta sẽ thấy nó tạo thành CN này, H2N cộng 2 này. Đấy. Và BR là 2K trung bình. Như vậy đây là phần K trung bình. Đấy. Viết cũng được, mà không thì chúng ta chỉ suy luận ra và có viết phản ứng trong đầu thôi, thì tính được ngay số nguyên tử, số liên kết pi trung bình K ấy. Đấy, K trung bình bằng gì ạ? Bằng số mol brom chia cho số mol này. Đấy, số mol brom là 0,35, số mol của brom phản ứng trên số mol X bằng 0,35 trên 0,2 bằng 1,75. Đấy, vậy thì phải có một cái chất có hai liên kết pi, được chưa? Vậy thì phải có một chất có là anken. Thì ra có một chất là anken. Đấy. Thế thì dựa vào đây thì chúng ta có thể suy luận ra ngay được công thức nó là gì. Theo đề bài ấy thì hai hydrobon này đều là không no, bởi vì nó nằm trong dung dịch brom, khi phản ứng nó nằm trong dung dịch brom không có khí thoát ra. Đấy chứ không phải là ancan được. Vậy thì không thể là gì ạ? Không thể là cả hai là anken thì không được. A không được, C2H2 và C4H10 không được này. Được chưa? C3H8 thì không được. Đấy. Chỉ còn lại là gì? B hoặc là C. Đấy. B hoặc là C. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta phải thêm, bây giờ tìm thêm số nguyên tử carbon trung bình, N trung bình này. Chúng ta có này, N trung bình này bằng, chúng ta có khối lượng là 6,7 gram này, 6,7 này, chia cho, hoặc là chúng ta tính M trung bình luôn, đúng không? M trung bình này bằng 6,7 này chia cho gì ạ? 0,2. Thằng này là bằng 33,5, đúng không ạ? 33,5. Đấy. Vậy thì phải có một chất nhỏ hơn 33,5. Vậy thì nó phải là C2H2. Không thể là C3H4 và C4H8 được. Được chưa? Vậy thì chúng ta kết luận được đó là phương án B. Tất nhiên đây chỉ là một cách thôi. Một cách trong một số cách có thể được áp dụng để làm cái bài tập này. Được chưa? Đây là một ví dụ.
Thằng ví dụ 2, đốt cháy hoàn toàn agam hỗn hợp hai ancol no đơn chức liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, thu được 3,584 lít khí CO2 điều kiện tiêu chuẩn và 3,96 gam nước. Giá trị của A và công thức cấu tạo của các ancol là phương án A, B, C và D. Đây là một bài tập tương đối dài, nó yêu cầu chúng ta tính rất nhiều thông số khác nhau. Nhưng thực ra nếu như biết cách làm rồi, biết cách mẹo rồi, đặc biệt là học qua về phương pháp giải bài tập về ancol rồi, kết hợp với giá trị trung bình nữa thì mọi thứ trở nên rất đơn giản, rất nhanh. Được chưa? Người ta cho số mol của CO2 rồi, cho số mol nước rồi, đấy, chúng ta sẽ tính được ngay số mol của ancol. Đấy, trong trường hợp này là ancol no, vì số mol của nước lớn hơn CO2 và lại còn đơn chức nữa, thì nó bằng số mol nước trừ đi số mol CO2. Đấy, và chúng ta thay số vào nước là bằng 0,22 trừ đi 0,16 của CO2. Ta luôn có một công thức này phải nhớ này, luôn có một công thức tính nhanh số nguyên tử carbon trung bình, không chỉ ancol mà tất cả các hợp chất khác, nó bằng số mol của CO2 trên số mol hỗn hợp. Bằng số mol CO2 trên số mol hỗn hợp bằng 0,16 trên số mol hỗn hợp 0,06. Đấy, này bằng 2,667. Mà hai thằng này là kế tiếp nhau, no đơn chức kế tiếp nhau, vậy thì nó sẽ là C2H5OH và C3H7OH, C2H5 và C3H7. Như vậy là chúng ta loại được phương án A với D rồi, chỉ còn B hoặc là C thôi. Đó, B hoặc là A với C loại rồi, còn B hoặc là D thôi. Đó. Bây giờ với tính A nhỏ tức là khối lượng, cái công thức của hai thằng này thì nó sẽ có cái dạng chung là CN này, H2N cộng 2O, đúng không ạ? Đây là ancol no và đơn chức, thì chúng ta sẽ có này, khối lượng của hỗn hợp thì bằng khối lượng của carbon cộng khối lượng hydro cộng với khối lượng của oxy. Trong đó như cái phần bảo toàn mol nguyên tố, chúng ta có một oxy, cho nên oxy chính bằng số mol hỗn hợp. Được chưa? Số mol của oxy chính bằng số mol của hỗn hợp. Đấy, và bằng 0,06. Từ đây chúng ta tìm được A bằng carbon, số mol carbon thì bằng số mol CO2. Như vậy khối lượng của nó bằng 12 nhân với 0,16 cộng với 2 nhân 0,22 cộng với 16 nhân 0,06. Đấy, bấm máy tính. Bằng 3,32. Đã, 3,32. Như vậy đáp án là phương án D.